LearningPhrases.com Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Sich um eine Stelle bewerben <lacht> 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 einen Anreiz schaffen cung cấp động lực cung cấp động lực cung cấp động die Wahl gewinnen thắng bầu cử thắng bầu cử thắng bầu cử Die Luft verschmutzen làm ô nhiễm không khí làm ô nhiễm không khí làm ô nhiễm không khí ein dokument übersetzen dịch một tài liệu dịch một tài liệu dịch một tài liệu Das Schlimmste Erwarten Mong đợi điều tồi tệ nhất Mong đợi điều tồi tệ nhất mong đợi điều tồi tệ nhất. An Gott Glauben. Tin vào Chúa. Tin vào Chúa. Tin vào Chúa. Die Stadt wieder aufbauen. Xây dựng lại thành phố. Xây dựng lại thành phố. Xây dựng lại thành phố. jemanden verraten. Verratet ai đó. Verratet ai đó. Ein Lied herunterladen. Tải xuống một bài hát. Tải xuống một bài hát. Tải xuống một bài hát. Sich Wissen aneignen. tiếp thu kiến thức tiếp thu kiến thức tiếp thu kiến thức Ein Auto besitzen Sở hữu một chiếc xe hơi Sở hữu một chiếc xe hơi Sở hữu một chiếc xe hơi. Einen Kuchen in Stücke teilen. Chia một chiếc bánh thành nhiều phần. Chia một chiếc bánh thành nhiều phần. Chia một chiếc bánh thành nhiều phần. Jemanden demütigen. Làm nhục ai đó. Làm nhục ai đó. Làm nhục ai đó. eine akte anlegen tạo một tập tạo một tập jemandem helfen Zup. Ai đó. Soup ai đó. Soup ai đó. Mit der Polizei kooperieren. Hợp tác với cảnh sát. hợp tác với cảnh sát hợp tác với cảnh sát jemanden zum flughafen begleiten đi cùng ai đó Đến sân bay. Đi cùng ai đó đến sân bay. Đi cùng ai đó đến sân bay. An Gewicht zunehmen. Tăng cân. Tanken. tanken Der Gewalt abschwören. Từ bỏ bạo lực. Từ bỏ bạo lực. Từ einen Apfel essen an một quả táo an một quả táo an quả ein Ziel erreichen Datmod Moktew Datmod Moktew Datmod Einen Stimmzettel abgeben. bỏ một lá phiếu bỏ một lá phiếu bỏ sich bei jemandem für etwas entschuldigen xin lỗi vì điều gì đó. Xin lỗi ai vì điều gì đó. Xin lỗi ai vì điều gì đó. Mit jemandem übereinstimmen. đồng ý với ai đó đồng ý với ai đó đồng ý với ai đó đi wahrheit entdecken. khám phá sự thật khám phá sự thật. Khám phá sự thật. Wie ein Kind weinen. Khóc như một đứa trẻ. Khóc như một đứa trẻ. khóc như một đứa trẻ. Ein treffen vereinbaren. Sắp xếp cuộc họp. Sắp xếp cuộc họp. Sắp xếp cuộc họp. etwas Zucker hinzufügen Them một ít đường Them một, đường. một đường. Eine Datei oder einen Ordner löschen xóa một tập tin hoặc thư mục xóa một tập tin hoặc thư mục xóa một tập tin hoặc thư mục Nach Paris umziehen Tschüen den Pari Tschüen den Pari Tschüen den Pari eine Regierung bilden. lap ing fu ta lap fu ta lap fu wie man jemanden zu einer gesunden ernährung ermutigt cách khuyến khích ai đó ăn uống lành mạnh Cách khuyến khích ai đó ăn uống lành mạnh Cách khuyến khích ai đó ăn uống lành mạnh eine frage stellen hi Mod, Go hỏi hi 1 câu hỏi hi 1 câu die welt erforschen khám phá thế giới khám phá thế giới khám phá thế giới. Ein Ziel verfolgen. Theo đuổi mục tiêu theo đuổi mục tiêu. Theo đuổi mục tiêu. Die Zukunft vorhersagen dự đoán tương lai dự đoán tương lai dự đoán tương lai Eine Umfrage durchführen tiến hành một cuộc khảo sát tiến hành một cuộc khảo sát tiến hành một cuộc khảo sát Die Tür zuschlagen. Đóng sầm cửa lại Đóng sầm cửa lại Đóng sầm cửa lại Etwas zerstören. Fahui, Kaisi da. Fahui, Kaisi da. Fahui, Kaisi da. Das Wetter vorhersagen. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết. Eine Gelegenheit ergreifen. Nắm bắt cơ hội. Nắm bắt cơ hội. Nắm bắt cơ hội. Ein vorschnelles Urteil fällen. Vội vàng phán xét. Vội vàng phán xét. vội vàng phán xét sich an ein publikum wenden diễn thuyết trước thính giả diễn thuyết trước thính giả diễn thuyết trước thính giả Kontrolle verlieren. Macht kiểm soát. Macht kiểm, kiểm soát. An Corona sterben. Chetvi Virus Corona Chetvi Virus Corona Chetvi Virus Corona Um Gnade bitten, um Gnade betteln. Cầu xin lòng thương xót. Cầu xin lòng thương xót. Cầu xin lòng thương xót. Nach Hause zurückkehren. Nach Hause kommen. trở về nhà Trở về nhà Trở về nhà jemanden beerdigen chôn ai đó chôn ai đó chôn ai đó anfangen zu verstehen bắt đầu hiểu bắt đầu hiểu bắt đầu hiểu Einen Freund umarmen Ôm một người bạn Ôm một người bạn Ôm một người bạn Anstrengungen vervielfachen. no lück that no no lück Eine Kuh melken Vắt sữa bò Vắt sữa bò Vắt sữa bò Jemanden aus einer Gruppe ausschließen Loại trừ ai đó khỏi một nhóm Loại trừ ai đó khỏi một nhóm. Loại trừ ai đó khỏi một nhóm. Die Wäsche trocknen. Giặt khô. Giặt khô. sặt khô zuerst fertig werden hoàn thành đầu tiên hoàn thành đầu tiên hoàn thành đầu tiên ein leben retten cứu một mạng sống cứu một mạng sống cứu một mạng sống eine meinung über etwas äußern bày tỏ ý kiến về điều gì bày tỏ ý kiến về điều gì bày tỏ ý kiến về điều gì Klavierunterricht nehmen Học piano. Học piano. Học piano. Jemanden imitieren, nachmachen, nachahffen. Bắt trước ai đó. Bắt trước ai đó. deinem Herzen folgen. Làm theo trái tim mách bảo. Làm theo trái tim mách bảo. Theo Verrückt werden. Fad dien. Fad Eine Pause einlegen. Nghỉ giải lao. Nghỉ giải lao. Nghỉ giải lao. Weggehen. Bỏ đi. bỏ đi Bỏ đi Eine Firma gründen Thành lập công ty Thành lập công ty Thành lập công ty sich verlieben phải lòng phải lòng phải lòng schlecht riechen. Có mùi hôi. Có mùi hôi. Có mùi hôi. Ein Bild malen. Vẽ tranh. Vẽ tranh. Vẽ tranh. Böse Geister vertreiben. Xua đuổi linh hồn xấu. Xua đuổi linh hồn xấu. xua đuổi linh hồn xấu. Einen Namen schreien. Hết to một cái tên. Hết to một cái tên. Hết to một cái tên. Eine Nachricht ignorieren. Bỏ qua một tin nhắn. Bỏ qua một tin nhắn. Bỏ qua một tin nhắn. Briefmarken sammeln. So tam tam. So tam So tam. Einen Film ansehen. Film. same theme same theme same theme ins mikrofon schreien head vom mikro Hätt' vào Mikro. Hätt' Mikro. Eine Entscheidung treffen. Sich entscheiden. Quedding. einer politischen Partei beitreten. Tham gia một đảng chính trị. Tham gia một đảng chính trị. Tham gia một đảng chính trị. die ganze nacht lernen hauptsurdem hauptsurdem dem 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 ein angebot zurückziehen sút lại lời đề nghị sút lại lời đề nghị sút lại lời đề nghị aufmerksam zuhören lắng nghe cẩn thận Lắng nghe cẩn thận. Lắng nghe cẩn thận. Ein Foto vergrößern. Phóng to bức ảnh. Phóng to bức ảnh. phóng to bức ảnh einen Brief lesen. đọc một lá thư đọc một lá thư đọc một lá thư Welt die Welt verändern Thay đổi thế giới Thay đổi thế giới Thay Den Computer einschalten Bật máy tính. Bật máy tính. Bật máy tính. Eine Datei kopieren. Sao chép một tập tin. Sao chép một tập tin Sao chép một tập tin Den verdächtigen identifizieren Xác định nghi phạm Xác định nghi phạm xác định nghi phạm Jemandem applaudieren tán thường ai đó tán thường ai đó tán thường ai đó Ein Formular ausfüllen. Den V dann. Den V dann. Den V đơn Eine Hochzeit planen. Lên Kế hoạch. cho một đám cưới lên kế hoạch cho một đám cưới lên kế hoạch cho một đám cưới zu gott beten cầu nguyện với chúa Cầu nguyện với chúa. Cầu nguyện với chúa. Jemanden verprügeln. đánh bại ai đó. đánh bại ai đó. đánh bại ai đó. Sich wie ein Kind benehmen. Hành động như trẻ con. Hành động như trẻ con. Hành động như trẻ con Sich einem Hund nähern tiếp cận một con chó tiếp cận một con chó tiếp cận một con chó einen witz erklären giải thích một trò đùa giải thích một trò đùa giải thích một trò đùa

einen Ratschlag geben. Du Aloyhuen. Du Aloyhuen. Du Aloyhuen. Über etwas nachdenken. nghĩ về điều gì đó. nghĩ về điều gì đó. nghĩ về điều gì đó. Einen Wendepunkt darstellen. đánh dấu bước ngoặt đánh dấu bước ngoặt, đánh dấu bước ngoặt, tin tưởng một người bạn, tin tưởng một người bạn. tin tưởng một người bạn Sich an die Regeln halten Chơi theo luật Chơi theo luật Chơi theo luật Eier kochen. Luộc trứng. Luộc Luộc Ein Projekt organisieren. Tổ chức dự án. Tổ chức dự án. Tổ chức dự án. Aufmerksamkeit erregen. Thu hút sự chú ý. Thu hút sự chú ý. Hú hút sự chú ý. Dein Zimmer dekorieren. Trang trí phòng của em. Trang trí phòng của em. trang trí phòng của em einen test nicht bestehen trượt một bài kiểm tra trượt một bài kiểm tra trượt một bài kiểm tra. Ein Vermögen kosten tốn cả gia tài tốn cả gia tài tốn cả gia tài eine option wählen chọn một tùy chọn chọn một Chat Eine Tasse Kaffee anbieten. một Teig Kaffee. Mei Mottei Kaffee. Mei Motai Kaffee. Jemandem einen Gefallen tun. giúp đỡ ai đó. Giúp đỡ ai đó. Giúp đỡ ai đó. Zum Mond fliegen. Bay lên mặt trăng. bay lên mặt trăng bay lên mặt trăng Geld verschwenden lãng phí tiền lãng phí tiền lãng phí tiền. Eine Fliege töten. Giết một con ruồi. Giết một con ruồi. Giết một con ruồi. Jemanden streicheln. Nung Niu Aida. Nung Niu Aida. Nung Ai Aida. Händchen halten. Nắm tay Nắm tay Nắm tay Anwalt werden. Trở thành luật sư. Trở thành luật sư. Trở thành luật sư. Eine bank Cướp ngân hàng Cướp ngân hàng Cướp ngân hàng Jemanden verärgern. Lam Aida Bun. Lam Aida Bun. Lam Aida Bun. Jemanden willkommen heißen. Chào đón ai đó. Chào đón ai đó. Chào đón ai đó. Ein Risiko tragen. Chịu rủi ro. chịu rủi ra. Chịu rủi ra. Eine Frau heiraten. Kết hôn với một người phụ nữ. Kết hôn với một người phụ nữ. kết hôn với một người phụ nữ đi welt beherrschen cai trị thế giới cai trị thế giới cai trị thế giới ein Gesetz brechen. Phạm luật. Phạm Das Bad putzen. Dọn phòng tắm. dọn phòng tắm Dọn phòng tắm Eine Datei suchen Tìm một tập tin Tìm một tập tin tìm một tập tin, Ein papierflugzeug falten. Gấp máy bay giấy. Gấp máy bay giấy. Gấp máy bay giấy. Sich mit dem Lehrer streiten. Cheng Lon, wei saufien. Cheng Lon, wei saufien. Cheng Lon, saufien. Einen kranken Wagen rufen. Gọi xe cấp cứu. Gọi xe cấp cứu. Gọi xe cấp cứu. Sich weiterbilden, sich selbst zu bilden. Giáo dục bản thân. Giáo dục bản thân. Giáo dục bản thân. Đi Straße überqueren. Băng qua đường. băng qua đường băng qua đường einen marathon laufen chạy marathon chạy marathon Marathon eine Brille tragen Deau -Kính. Deau -Kính. Deau -Kính. Eine Region befrieden. Bing Ding Mord Hof. Bing Ding Mord Ho Bing Ding Mord Hof. Sich eine friedliche Welt vorstellen. Tưởng tượng một thế giới hòa bình. Tưởng tượng một thế giới hòa bình. Tưởng tượng một thế giới hòa bình. Eine Lüge erzählen. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Eine Brücke bauen. Xây cầu. Xây cầu. say cầu einen geburtstag feiern tổ chức sinh nhật tổ chức sinh nhật tổ chức sinh nhật für Gerechtigkeit kämpfen Dấu tranh cho công lý Dấu tranh cho công lý Dấu tranh cho công lý jemanden beißen Kann ai đó Kann ai đó Kann ai đó Den Blutdruck messen Đo huyết áp Đo huyết áp. Đo huyết áp. Ein Boot versenken. Đánh chìm thuyền. Đánh chìm thuyền. đánh chìm thuyền. In Berlin leben. Sống ở Berlin. Sống ở Berlin. Sống ở Berlin. Eine Waffe tragen. Mang Mangsung. Mangsung. Mang Den Stecker ziehen. Zutfikam. rút phích cắm rút phích cắm jemanden bewundern ngưỡng mộ ai đó ngưỡng mộ ai đó Nürnmoh, ai đó. Ein Verbrechen gestehen. Jen toi. Jen toi. Jen toi. Ein Glas leeren. Ein Glas. đổ sạch nước trong ly đổ sạch nước trong ly đổ sạch nước trong ly einen Mitarbeiter schulen. đào tạo nhân viên đào tạo nhân viên đào niemanden verletzen không làm hại ai. không làm hại ai. không làm hại ai. Auf etwas angewiesen sein. Phụ thuộc vào điều gì đó. phụ thuộc vào điều gì đó phụ thuộc vào điều gì đó Den Moment genießen tận hưởng khoảnh khắc tận hưởng khoảnh khắc tận hưởng khoảnh khắc im Fernsehen auftreten xuất hiện trên truyền hình xuất hiện trên truyền hình xuất hiện trên truyền hình Sich hinknien. Qui suon. Qui suon. Qui suon. Ein Selbstporträt malen. Vẽ một bức chân dung tự họa. Vẽ một bức chân dung tự họa. Vẽ một bức chân dung tự họa. Das Gleichgewicht halten. Duy trì trạng thái cân bằng. Duy trì trạng thái cân bằng. Duy trì trạng thái cân bằng. Mit jemandem tanzen. Nhảy với ai đó. Nhảy với ai đó. nhảy với ai đó eine Sprache sprechen nói một ngôn ngữ nói một ngôn ngữ nói một ngôn ngữ Eine Gebühr erheben. Ding, Fieh. Ding, Vieh. Ding, Vieh. Versprechen zu helfen. hör Hứa sẽ giúp. Hứa sẽ giúp. Einen Frosch küssen. Hơn một con ếch. Hơn một con ếch. hơn một con ếch. Ihre Haut berühren. Chạm vào làn da của cô ấy. Chạm vào làn da của cô ấy. Chạm vào làn da của cô ấy. Jemanden angreifen. Tấn công ai đó. Tấn công ai đó. Tấn công ai đó. einen neuen Nachbarn grüßen. Chào đón, một người hàng xóm mới. Chào đón, một người hàng xóm mới. Chào đón, một người hàng xóm mới. Ghen um tị với ai vì điều gì ai Ghen tị với ai vì điều gì ai vì điều với ai vì điều với ai gut riechen Có mùi thơm Có mùi thơm Có mùi thơm Andere inspirieren Chuyên cảm hứng cho những người khác truyền cảm hứng cho những người khác truyền cảm hứng cho những người khác täglich üben Luyện tập hàng ngày. Luyện tập hàng ngày. Luyện tập hàng ngày. Blut spenden. Hiến máu. Hien mau Hien mau sich schuldig bekennen. Nhân tội. Nhân tội. nhận tội einen kandidaten unterstützen xác nhận một ứng cử viên xác nhận một ứng cử viên xác nhận một ứng cử viên jemanden mit jemand anderem verwechseln nhầm lẫn ai đó với người khác nhầm lẫn ai đó với người khác nhầm lẫn ai đó với người khác Den Quét hộ chiếu của bạn Quét hộ chiếu của bạn Quét hộ chiếu của bạn etwas konfiszieren Tịch thu vật gì Tịch thu vật gì Tịch thu vật gì Vertrauen aufbauen Sự tự tin. Xây dựng sự tự tin. Xây dựng sự tự tin. Eine Prüfung bestehen. Đậu một kỳ thi đậu một kỳ thi đậu một kỳ thi Sich persönlich treffen Gặp trực tiếp Gặp trực tiếp. Gặp trực tiếp. Nicht wissen. Không biết gì. Không biết gì. không biết sie die tür schließen đóng cửa đóng cửa đóng cửa jemanden verzeihen tha thứ cho ai đó tha thứ cho ai đó tha cho ai đó bis zehn zählen đếm đến mười đếm đến mười đếm đến mười. Etwas Rechtfertigen biện minh cho điều gì Biện Minh cho điều gì? Biện Minh cho điều gì? Eine Pizza bestellen. Đặt mua một chiếc bánh pizza. Đặt mua một chiếc bánh pizza Đặt mua một chiếc bánh pizza Ein Auto reparieren. Sửa xe Sửa xe sửa xe jemanden begehren khao khát ai đó khao khát ai đó khao khát ai đó Eine Aufgabe in sieben Tagen erledigen. Hoàn thành một nhiệm vụ trong bảy ngày. Hoàn thành một nhiệm vụ trong bảy ngày. Hoàn thành một nhiệm vụ trong bảy ngày. das ziel erreichen dat mục tiêu dat mục tiêu dat mục tiêu den satz wiederholen lapp lại câu lặp lại câu lặp lại câu zu spät kommen bị trễ bị trễ bị trễ Fahrrad fahren. Die Seedab. Die Seedab. Die Seedab. Zur Seite treten. Bước sang mot bên bước sang một bên bước sang một bên. Die Musik anhalten. Tạm dừng nhạc Tạm dừng nhạc tạm dừng nhạc niemals aufgeben không bao giờ bỏ cuộc không bao giờ bỏ cuộc không bao giờ bỏ cuộc Gewinnspanne berechnen. Tính tỷ xuất lợi nhuận. Tính tỷ xuất lợi nhuận. Tính tỷ xuất lợi nhuận. Jung sterben. Che che. Che che. Che che. Mit dem Rauchen aufhören. Bo Bỏ Ein Flugzeug besteigen. Len Máy Bay. Len Máy Bay. Len Máy Bay. beschließen, etwas zu tun quyết định, làm điều gì đó quyết định, làm điều gì đó, quyết định làm điều gì đó. ärger machen für Unruhe sorgen. Gai Saksoi. Gai Einen Diamanten stehlen. ăn cắp một viên kim cương. Ăn cắp một viên kim cương. Ăn cắp một viên kim cương. Ein Ei braten. chiên một quả trứng chiên một quả trứng chiên một quả trứng über etwas reden nói về một điều gì đó nói về một điều gì đó Nói về một điều gì đó sich ein Zimmer teilen Ở chung phòng Ở chung phòng ở chung phòng Ein Buch kaufen Mua một cuốn sách Mua một cuốn sách Mua một cuốn sách den Krieg erklären, Tuyen chien. Tuyen chien. Tuyen chien. einen Vertrag abschließen, einen Vertrag abschließen, einen Vertrag abschließen, Ký hợp đồng. Ký hợp đồng. Jemandem erlauben, etwas zu tun. Cho phép ai đó làm điều gì. Cho phép ai đó làm điều gì cho phép ai đó làm điều gì. Ein Geheimnis Bewahren, giữ bí mật. Giữ bí mật. Giữ bí mật. Sich wie eine Prinzessin kleiden. Ăn mặc như một công chúa. Ăn mặc như một công chúa. ăn mặc như một công chúa. Eine Einladung annehmen. Chấp nhận một lời mời. Chấp nhận một lời mời. chấp nhận một lời mời. Einige Schwierigkeiten haben. Đối mặt với một số khó khăn. Đối mặt với một số khó khăn. Đối mặt An der Tür klopfen. Garke. 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 Eltern unterstützen. Hỗ trợ cha mẹ. Hỗ trợ cha mẹ. Hỗ trợ cha mẹ. Einen Fehler zugeben. Thừa nhận một sai lầm. Thừa nhận một sai lầm. Thừa nhận một sai lầm. Kopfschmerzen haben. Bị đau đầu. Bị đau đầu. bị đau đầu Reis kochen nấu cơm nấu cơm nấu cơm Jemanden beleidigen. Subferme Aida. Subferme Aida. Subferm Eida. Ai Waren aus einem anderen Land importieren. nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia khác nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia khác nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia khác niemanden zurücklassen không bỏ rơi ai. không bỏ rơi ai. không bỏ rơi ai. Einen Präsidenten des Amtes entheben. Luận tội tổng thống Luận tội tổng thống. Luận tội tổng thống. Jemanden überzeugen, etwas zu tun. Thuyết phục ai đó làm điều gì. thuyết phục ai đó làm điều gì thuyết phục ai đó làm điều gì pflanzen gießen đến nhà máy nước đến nhà máy nước đến nhà máy nước Ein Erdbeben Überleben sống sót sau một trận động đất sống sót sau một trận động đất. Sống sót sau một trận động đất. Tee trinken. Uống trà. Uống trà. Uống trà. Ein Team leiten. Quản lý một đội. Quản lý một đội. Quản lý một đội. Menschen unterdrücken. Dan Ab Nhân dân. Dan Ab Ab Eine Nachricht senden. Gửi tin nhắn. Gửi tin nhắn Gửi tin nhắn Ein neues Produkt ankündigen Thông báo một sản phẩm mới Thông báo một sản phẩm mới thông báo một sản phẩm mới am leben bleiben sinh tồn sinh tồn sinh tồn ein thema diskutieren thảo luận về một chủ đề thảo luận về một chủ đề thảo luận về một chủ đề ins ausland reisen de du lịch nước ngoài de du lịch nước ngoài de du lịch nước ngoài deutsch unterrichten Dạy tiếng Đức. Dạy tiếng Đức. Dạy tiếng Đức. Ein Unternehmen leiten. Quản lý một công ty. quản lý một công ty quản lý một công ty sich wie ein erwachsener verhalten hành động như một người trưởng thành người lớn hành động như một người trưởng thành người lớn hành động như một người trưởng thành người lớn gluten enthalten chứa gluten chứa gluten. Chứa gluten. Das Alter einer Person erraten. Đoán tuổi của một người. Đoán tuổi của một người. Đoán tuổi của một người. Geld leihen. Cho vay tiền. Cho vay tiền. Cho vay tiền. Ein đi vào giấc ngủ đi vào giấc ngủ đi vào giấc ngủ Einen Zeugen schützen. Bao vệ nhân chứng. Bao vệ nhân chứng. Bao vệ nhân chứng. Einer Gruppe angehören. thuộc về một nhóm thuộc về một nhóm thuộc về một nhóm auf einen baum klettern trèo cây cheo cây Cheo cây Das Passwort vergessen. Quên mật khẩu. Quên mật khẩu. Quên mật khẩu. Essen verdauen. Teh an. Tee an. Tee an. Meine Haare färben. nhuộm tóc của tôi nhuộm tóc của tôi nhuộm tóc của tôi niemanden verletzen không làm tổn thương ai không làm tổn thương ai không làm tổn thương ai. Eine Frage beantworten trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi mở cửa sổ mở cửa sổ mở cửa sổ Sich schämen. cảm tai so ho. Cam tai so ho. Cam tai so ho. Andere Religionen respektieren. tôn trọng các tôn giáo khác tôn trọng các tôn giáo khác tôn trọng các tôn giáo khác Den Nobelpreis erhalten nhận giải Nobel Nhận giải Nobel. Nhận giải Nobel. In einer Fabrik arbeiten. Làm việc trong một nhà máy. Làm việc trong một nhà máy. làm việc trong một nhà máy. Eine Person beschreiben. Mô tả một người. Mô tả một người. Mô tả một người. Einen Schmetterling fangen. Bad Bürm. Ein Wort buchstabieren. đánh vần một từ. Đánh vần một từ. Đánh vần một từ. Zähne <laughs> putzen. Đánh răng. Đánh răng. Đánh răng. Gewichte heben. Nâng tạ. Nâng tạ. eine kerze anzünden tap nến tap ein Darlehen gewähren wei eine Option wählen chọn một tùy chọn Chọn một tùy chọn Chọn một tùy chọn an einem treffen teilnehmen Tham dự một cuộc họp tham dự một cuộc họp. Tham dự một cuộc họp. Ein Pferd Satteln. Lắp yên ngựa. Lắp yên ngựa. lắp yên ngựa. Ein Loch in den Boden Đào một cái hố trên mặt đất. Đào một cái hố trên mặt đất. đào một cái hố trên mặt đất. Ein tier füttern. cho động vật ăn. cho động vật ăn. cho động vật ăn Probleme vermeiden tránh các vấn đề tránh các vấn đề tránh các vấn đề das problem lösen giải quyết vấn đề giải quyết vấn đề giải quyết vấn đề ein auto fahren lái xe lái xe lái xe einen youtube kanal abonnieren đăng ký kênh youtube đăng ký kênh youtube đăng ký kênh youtube. Ein Land Regieren Cai quản một quốc gia Cai quản một quốc gia Cai quản một quốc gia illegale Schusswaffen beschlagnahmen Thu giữ súng bất hợp pháp Thu giữ súng bất hợp pháp Thu giữ súng bất hợp pháp jemanden zwingen Etwas zu tun Buộc ai đó làm điều gì Buộc ai đó làm điều gì Buộc ai đó làm điều gì Konsequenzen ignorieren. Fordle Hauqua. Fordle Hauqua. Fordle Hauqua. Ein Produkt verkaufen. Bán một sản phẩm. Bán một sản phẩm. Bán một sản phẩm. Schweigen. Giữ im lặng. Dzuf ihm lang. Dzuf Einen Verbrecher verhaften. Bắt tội phạm. Bắt tội phạm. Bắt tội phạm. Einer Versuchung widerstehen. Chống lại sự cám dỗ. Chống lại sự cám dỗ. Chống lại sự cám dỗ. ein telefon benutzen sử dụng điện thoại sử dụng điện thoại sử dụng điện thoại eine bitte ablehnen Từ chối, một yêu cầu. Từ chối, một yêu cầu. Từ chối, một yêu cầu. Ein Lied singen. Hát một bài hát. H1 bài hát H1 hát bài hát sich im Wald verstecken Trốn trong rừng Trốn trong rừng trốn trong rừng. Ein Versprechen einlösen. Thực hiện lời hứa. Thực hiện lời hứa. Thực hiện lời hứa. Mit dem Hund spazieren gehen. Das tschau, die Sau. Sat, Tscha, di Sat Sau. Gesetze befolgen. Gesetze einhalten. Tuân thủ tu luật pháp. Tuân thủ tu luật pháp. Tuân thủ tu luật Ein Taxi nehmen. Ma taxi! Ma taxi! Ma taxi! Die Arbeitslosigkeit reduzieren. Giảm thất nghiệp. Giảm thất nghiệp. Giảm thất nghiệp. An einer Depression leiden. Bị trầm cảm bị trầm cảm bị trầm cảm kiếm tiền kiếm tiền Sich beeilen. Gepflegt. 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 Ein Buch drucken. In một cuốn sách. In một cuốn sách. In một cuốn sách. Ein Orchester dirigieren. Chỉ huy dàn nhạc. Chỉ huy giàn nhạc Chỉ huy giàn nhạc Deutsch lernen Học tiếng Đức Học tiếng Đức Học tiếng Đức Jemanden zu einer Party einladen. Möi ai đó den mot bữa tiek. Möi ai đó den mot bữa tiệc Möi ai đó đến một bữa tiệc hände schütteln bắt tay bắt tay bắt tay einen stein werfen Ném đá Ném đá Ném đá Die Fingernägel schneiden Cắt móng tay của bạn Cắt móng tay của bạn. Cắt móng tay của bạn. Nach vorne schauen. Nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước. nhìn về phía trước jemanden herausfordern. Thách thức ai đó. Thách thức ai đó. Thách thức ai đó. die Mentalität verstehen Hiểu tâm lý Hiểu tâm lý eine zweite Chance bekommen có cơ hội thứ hai có cơ hội thứ hai có cơ hội thứ hai Eine Geisel befreien giải thoát một con tin Giải thoát một con tin. Giải thoát một con tin. Eine e Viết một email. Viết một email. Viết một email. Eine Datei übertragen. Chuyển một tập tin. Chuyển một tập tin. Chuyển một tập tin. eine antwort auf die frage finden tìm Dab án cho câu hỏi tìm đáp án cho câu hỏi tìm đáp án cho câu hỏi Ein Kundenbedürfnis befriedigen. Dap ứng nhu cầu của khách hàng. Dap ứng nhu cầu của khách hàng. Dap ứng nhu cầu của khách hàng. Learningphrases.com Mehr Informationen in der Videobeschreibung.